Đức Hiền xin kính chào quý vị. Hiện nay là 7 giờ sáng ngày mùng 2 tháng 7 năm 2016 và chúng tôi vừa mới chuyển hai cái kiện hàng của là hai bọc tranh của anh Sơn ở Hà Tĩnh. Đây một bộ là tranh gỗ hương và một bộ là tranh cảm, hai bộ mới bọc ngày hôm qua. Và bên cạnh chính là hai cái kiện hàng sẽ chuyển đi cho anh Đắc ở An Sương, Hồ Chí Minh. Thì hôm qua là do là cái kế hoạch của những người đăng ký trước đã đầy đủ rồi, cho nên là hai cái lô hàng của hai khách này sẽ để chuyển sang hôm nay sẽ đi. Và đây là bãi xe Nam Bắc, nơi chúng tôi thường xuyên chuyển hàng đây. Và bố con nhà cháu phải dậy từ rất sớm để đi. Đây là bạn cu nhà tôi, bạn đang nghỉ hè và có giúp bố lao động sản xuất thêm. Hai bố con cháu kính chào các cô các bác. Được hiện cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại trong những clip sau.